công nghệ giảm béo ứng dụng sóng siêu âm hội tụ, đánh tan, hóa lỏng, đốt cháy mỡ thừa và đào thải chúng qua hệ bài tiết tự nhiên. Sử dụng máy V12 tích hợp đầu dò kỹ thuật số và sóng siêu âm hội tụ tần cao, tác động mạnh mẽ, phá vỡ liên kết mô tầng sâu, nhanh chóng hóa lỏng mỡ lâu năm cứng đầu, đưa enzyme hủy mỡ an toàn chiết xuất từ thực vật, lan tỏa sâu vào từng tế bào, triệt tiêu các tinh thể mỡ và đào thải ra ngoài theo hệ bài tiết tự nhiên, đồng thời chặn đứng các nguy cơ tích mỡ trở lại. Hệ thống sóng siêu âm tần cao của máy V12 còn siết chặt liên kết collagen, hình thành bó cơ săn chắc, định hình form, dáng, hạn chế tối đa vấn đề da trùng sau giảm cân. Được chứng nhận an toàn tuyệt đối, phù hợp cho cả phụ nữ sau khi sinh và cho con bú. Điều mà chưa công nghệ giảm béo nào làm được trước đây, nay đã có mặt tại Spa Ngọc Ánh.